Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Báo Thái Lan nói về nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam. Trong bài tổng kết năm 2019, tờ SMM Sport của Thái Lan cho rằng việc không thể đánh bại Việt Nam trong năm qua là nỗi thất vọng với bóng đá Thái Lan. Trong năm 2019, Thái Lan đã thất bại toàn diện trước Việt Nam khi không thể giành chiến thắng nào ở cấp độ U23, đội tuyển nam và đội tuyển nữ và cả những lứa trẻ. Điều đó khiến người Thái vô cùng thất vọng. Trong bài tổng kết năm 2019, tờ SMM Sport cho rằng việc không thể đánh bại Việt Nam trong năm qua là nỗi thất vọng với bóng đá Thái Lan. Nhật báo này viết, một điều mà vẫn còn ám ảnh người hâm mộ Thái Lan trong những năm qua là việc chúng tôi không có chiến thắng nào trước Việt Nam ở cả cấp độ trẻ, đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ. Thậm chí ở vòng bảng SEA Games 30, dù đã có cơ hội đánh bại U22 Việt Nam khi dẫn trước 2-0, nhưng U22 Thái Lan lại để đối thủ san bằng tỷ số 2 đều. Trận đấu này đã khiến cho U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam đã giành huy chương vàng SEA Games ở cả môn bóng đá nam lẫn bóng đá nữ, điều đó khiến cho những người hâm mộ Thái Lan vô cùng thất vọng. Sau năm 2019 thất vọng, bóng đá Thái Lan sẽ khởi đầu năm 2020 bằng giải U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà. Đây là giải đấu quan trọng khi nó quyết định tới tấm vé dự Olympic 2020. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là những đại diện của Đông Nam Á chinh chiến ở giải đấu này. U23 Việt Nam đi châu Á, Bùi Tiến Dũng có cơ hội làm người gác đền. Với những sai lầm ở SEA Games 30, cơ hội để Bùi Tiến Dũng nắm giữ vị trí trong khung thành của U23 Việt Nam càng nhỏ lại. Từ sau sai lầm trong trận đấu với Indonesia tại SEA Games 30 vừa rồi, cơ hội thi đấu chính thức của Bùi Tiến Dũng xem như đã mờ tịt hẳn, nhất là sau khi người thay thế anh trong khung thành là thủ môn Nguyễn Văn Toản bắt quá hay trong các trận đấu quyết định của U22 Việt Nam tại SEA Games. Sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng trước Indonesia là dạng sai lầm xuất phát từ năng lực chuyên môn. Trong khoảng 2 năm qua, từ sau vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm 2018, Bùi Tiến Dũng lặp đi lặp lại các pha bắt hụt bóng bổng, điểm yếu lớn nhất của anh. Đặt lên bàn cân để so sánh, rõ ràng báo Thái Lan thất vọng vì không thể hạ gục Việt Nam năm 2019, thua xa đàn em về kỹ năng bắt bóng, kỹ năng cơ bản và đặc biệt là các động tác khống chế bóng gọn gàng. Chưa kể đến việc Bùi Tiến Dũng chỉ cao 1m81, còn Văn Toản cao tới 1m85. Xem như Văn Toản có lợi thế lớn hơn so với người đồng nghiệp ở các pha đối đầu tay đôi, vốn rất quan trọng trước các đối thủ có thể hình tốt ở giải châu Á. Và như đã nói, thể hình cộng với kỹ năng bắt bóng tốt hơn, cơ bản hơn, giúp Văn Toản xử lý bóng bổng tốt hơn Bùi Tiến Dũng. Trước các đối thủ vốn chơi thiên về sức mạnh như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Jordan và UAE, dự báo U23 Việt Nam sẽ đối diện với khá nhiều pha rót bóng bổng và bóng dài từ phía đối thủ, và chúng ta cần có người giỏi trong các pha bóng như thế này. Điều quan trọng hơn nữa là với Nguyễn Văn Toản đứng trong khung thành, các đồng đội của thủ môn này ngay phía trên anh sẽ có thêm niềm tin, thay vì vừa đá vừa lo thủ môn của đội nhà có thể mắc sai sót bất cứ lúc nào, như khi Bùi Tiến Dũng giữ vị trí chính thức giữa hai trụ cầu môn. Chi tiết đó giúp cho toàn bộ hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam trở nên an toàn hơn, mà an toàn ở khâu phòng ngự chính là tiền đề, là bàn đạp để các đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo hướng đến thành công. Chiều ngày 26 tháng 12, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí khi U23 Việt Nam tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm 2020 ở Thái Lan. Trả lời họp báo, Quang Hải chia sẻ, ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị, phân tích kỹ càng về các đối thủ. Các đối thủ cũng rất mạnh bởi vì đây là một giải đấu cấp châu lục rồi. Cá nhân các cầu thủ U23 cũng có sự chuẩn bị rất tốt. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội nói thêm, toàn đội sẽ tập trung vào từng trận đấu để có được kết quả tốt nhất, chứ chưa tính xa. Chúng em cũng không đặt mục tiêu quá nặng để tự tạo áp lực cho mình. Quang Hải cũng nhấn mạnh, mỗi khi được trao cơ hội ra sân thì em luôn tập trung thi đấu hết sức. Em cũng tự tin khi có những người đồng đội tốt xung quanh mình. Trả lời câu hỏi về sự thiếu vắng Văn Hậu ở giải lần này, Quang Hải chia sẻ, Văn Hậu là một cầu thủ rất tốt và quan trọng đối với U23 Việt Nam. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị kỹ cho sự thay thế vị trí của Văn Hậu. Sau đó, huấn luyện viên Park Hang-seo ra dấu ngừng trả lời phỏng vấn và cuộc trả lời của Quang Hải với truyền thông kết thúc khá chóng vánh. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Triều Tiên, Jordan và UAE. Trận ra quân của thầy trò Park Hang-seo diễn ra vào ngày 10 tháng 1 với đối thủ là UAE. Mục tiêu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á là vào top 3 để giành vé tham dự Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 8 năm 2020.
Hàng loạt đội thể thao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bỏ giải, dấy lên thông tin đội U23 bóng đá nam nước này sẽ xin rút lui khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan. Những thông tin gần đây cho thấy U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang cân nhắc việc có nên tham gia giải hay không. Họ chính là đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng D cùng với U23 UAE và U23 Jordan. Khởi nguồn cho thông tin trên xuất phát từ tình hình căng thẳng chính trị giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc. Trong thời gian gần đây, Triều Tiên tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân của mình. Phản ứng lại với hành động này, cả Mỹ và Hàn Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trừng phạt. Điều này khiến mối quan hệ giữa các bên ngày càng tăng nhiệt. Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C. Nhiều ý kiến cho rằng hai đội trên bán đảo Triều Tiên sẽ có khả năng gặp nhau nếu như cùng đi tiếp vào vòng sau. Bên cạnh đó, nếu giành tấm vé tham dự Olympic 2020, U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ cân nhắc việc tham gia giải đấu diễn ra tại Nhật Bản. Nhật Bản vốn có lệnh cấm công dân Triều Tiên nhập cảnh vào nước này vì các lý do an ninh liên quan tới hạt nhân. Phải tới thời gian gần đây, đất nước mặt trời mọc mới đồng ý cho vận động viên Triều Tiên vào nước này để tham dự Olympic 2020. Dẫu vậy, mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa thể nào tốt đẹp hơn. Trong một thời gian ngắn gần đây, hai đội bóng của Triều Tiên đã bất ngờ xin rút lui khỏi các giải đấu quốc tế là đội tuyển quốc gia bóng đá nam tại giải vô địch Đông Á 2019 và đội tuyển quốc gia nữ tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Cả hai giải này đều được tổ chức ở Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất căng thẳng. Bên cạnh bóng đá, nhiều vận động viên của Triều Tiên ở các môn khác cũng hành động tương tự. Hồi tháng 8, ba quan chức thể thao nước này còn bất ngờ hủy lịch trình tham dự một cuộc hội thảo về Olympic 2020. Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi về thông tin này. Tháng 11, đội U23 của họ vẫn tham dự giải giao hữu U23 Daju Cup tại Trung Quốc với chủ nhà Trung Quốc, Australia và Lithuania. Kết quả là họ giành được một trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Tại vòng chung kết U23 châu Á, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ đụng độ với U23 Việt Nam tại lượt trận cuối cùng bảng D ngày 16 tháng 1. Trước đó họ sẽ lần lượt đối đầu với U23 Jordan ngày 10 tháng 1 và U23 UAE ngày 13 tháng 1. Không triệu hồi được Văn Hậu về U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố bất ngờ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá vai trò quan trọng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đối với tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên ông khẳng định sẽ tìm được người đảm nhận vị trí này. Chiều ngày 25 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời báo chí về tình hình đội hình tuyển U23 Việt Nam trước thềm giải U23 châu Á sắp bước vào giai đoạn khởi tranh, đặc biệt khi tuyển đang đứng trước áp lực thi đấu vắng nhiều vị trí quan trọng so với năm 2018. Thiếu vắng đầu tiên so với mùa giải trước đó là hậu vệ Đoàn Văn Hậu khi anh đá giải vô địch quốc gia Hà Lan cho câu lạc bộ Heerenveen. Thầy Park đã thương lượng với câu lạc bộ này về việc đưa Văn Hậu về đá cho U23 Việt Nam, tuy nhiên bất thành. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Các bạn biết đấy, giải đấu sắp tới không thuộc hệ thống của FIFA nên việc họ không nhả người cũng là dễ hiểu thôi. Tôi nhận thấy rõ sự khác nhau và khó khăn khi vắng Văn Hậu, cậu ấy là một nhân tố quan trọng. Tuy vậy tôi và ban huấn luyện không lo lắng lắm, tôi nghĩ rằng sẽ có cách để khỏa lấp vị trí mà Văn Hậu để lại, hy vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để làm điều đó." Về tình hình đội sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, ông cho hay: "Như đã biết sau SEA Games, chúng tôi sang Hàn Quốc tập huấn, nhiều cầu thủ rất mệt mỏi, dính chấn thương nên chuyến đi này chủ yếu tập hồi phục. Những ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, U23 Việt Nam tập trung vào việc khắc phục các lỗi mắc phải ở SEA Games 30 trước khi rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ và lên đường sang Thái Lan." Nhận xét về các đối thủ trong bảng đấu, vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam cho rằng có 4 năm tuyển thủ quốc gia UAE xuống khoác áo U23 tại giải tới, do đó họ sẽ là đối thủ rất mạnh. U23 Jordan cũng là đội khó chơi ở giải lần này. Riêng về U23 Triều Tiên, chúng tôi chưa có nhiều thông tin vì các bạn biết đấy, họ là một quốc gia khá khép kín. Chúng tôi sẽ tiến hành xem trận đấu của các đối thủ cùng bảng. Dự kiến ngày 1 tháng 1 năm 2020, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường sang Thái Lan dự U23 châu Á 2020. Trước đó, ông sẽ loại 3 cái tên trong tổng số 28 cầu thủ đang có mặt tập luyện để hoàn chỉnh bộ khung tham dự giải đấu lớn đầu tiên của năm 2020 này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.